Một cõi bình yên để ta lắng nghe từng giọt buồn, ngẹn những niềm đau chỉ riêng mình ta trong xót xa. Này người tình hỡi, mãi nơi đâu sao ta vẫn chờ mong, những yêu thương đã xa tầm tay, những môi hôn vẫn vương tình nồng ấm. Lặng lẽ mình ta con phố vắng, mưa ru đường về lạnh thấu vào tim, bỗng khóc òa như chưa từng được khóc. Thời gian trôi mãi, giấc mơ xưa níu kéo ngày xa xôi. Phải chi ta đừng chót gặp nhau, đừng chót yêu nhau, để những niềm đau vun vỡ phai tàn. Đêm qua ngày về vẫn cuộc sống với bao bộn bề, dường như đâu đó trên đường đời ta gặp nhau trong ánh nhìn thân quen, để tìm nhau trong một niềm vui khác. Bữa nào rảnh á, cái chị với lại mấy bà bác sĩ trong bệnh viện á đi tẩy não đi, toàn là mấy bà khìn. Em dám. À, cũng khó trách em, ganh tị với sắc đẹp của người ta đâu có đẹp bằng người ta đâu. Gì? Nói gì cũng được nha, nói tới sắc đẹp là xin lỗi nha, tôi cũng đẹp lắm chứ bộ. Được á, được cái bụng bự hơn ta á. Kệ tôi, mặt tôi cũng đẹp lắm chứ bộ. Muốn ói. Chứ cái ông đó có hay ho gì đâu mà mấy bà cứ thích hoài. Nè, người ta có thù oán gì với em đâu á, mà mày đặt nói xấu người ta dữ vậy hả? Trời, em thích gì đó, em ghét. Em này, thật là quá đáng mà. Em quá đáng gì đó? Sao chị nhìn em dữ vậy? Nhóc, đã có anh bên cạnh rồi, em đừng có sợ. Anh ước gì trời cứ mưa như vậy suốt cả tuần luôn. Để làm gì vậy anh? Để em được ôm vợ yêu của anh vậy hoài luôn. Thank you.
Em khai thiệt đi. Em yêu chị rồi đúng không? Cái bà này bộ tưởng thiệt hả? Trời ơi. Ui da. Bà bác sĩ ấy chồng muốn yêu tôi hả? Nằm mơ đi. Đi kỳ này vui ghê ông ha. Đi chơi về thấy khỏe hơn hả bà? Anh, sao anh về sớm vậy? Bìm bìm ơi. Bà xã, anh về rồi nè. Em ngạc nhiên lắm phải không? Anh biết thế nào mặt em cũng vậy mà. Ồ, bìm bìm ơi, ba thương có nha. Gì thì vô nhà nói chuyện chứ. Làm gì như đi thăm tù nhân vậy? Vô đi. Để tao. Mày khỏe không? Đương nhiên là khỏe rồi. Mày hỏi thăm vợ mày trước đi. Mày đúng là thằng chồng vô tâm á. Bịp bịp ơi, sao khóc vậy con? Nè, có ba ẩm nè. Nhưng Ủa, sao thấy bà lại ngơ ngác vậy? Mình không thấy lạ lùng sao? Cũng lạ thiệt đó chứ. Là ai vậy ta? Chắc chắn là không do Hoàng Ân dọn rồi. Ừ ha. Từ đó đến giờ tôi có thấy thằng Hoàng Ân cầm chổi quét nhà hồi nào đâu. À, chắc Trần Trần chứ còn ai nữa. Không phải đâu. Tối hôm qua thằng Hoàng Ân đã điện thoại cho tôi, nói với tôi là mấy hôm nay
Trân Trân nó trực ở bệnh viện suốt mà. Như vậy tôi hỏi bà, cô bé về nhà dọn dẹp vào lúc nào? Ai dọn dẹp nhà đây ta? Nhà cửa sạch sẽ quá. Anh đúng giờ hơn em tưởng đó. Việc gì thì anh không dám chắc, nhưng hẹn với người đẹp là anh cực kỳ đúng giờ. Nè, anh chàng đẹp trai, đừng để em phải lòng anh nha. Có sao đâu, anh độc thân và giàu có nữa mà. Nhưng em lại thấy mình phải cảnh giác với anh, không nên dính tới anh. Vậy thì mình ngồi đây làm cái gì? Vì em thấy thích anh. Có phải vì món quà anh sắp nhận từ em không? Em nghĩ sao cũng được. Nhưng anh đoán chắc loại nước em đang uống là loại ngon nhất. Anh phải nói sao khi nhìn thấy hộp quà đẹp như thế này? Anh hãy cảm ơn cái miệng dẻo quẹo của mình đi. Còn phần của em đâu? Phải đúng như thỏa thuận đó nha. Sao cái gói này không mang phong cách của anh chút nào hết vậy? Lần sau nhớ cho vào một cái hộp có gắn nơ thật đẹp đó nha. Em thích như vậy hơn. Ok, anh sẽ làm như ý của em. Khoản tiền như thế này có thể mua được, có thể mua được hai hộp quà như vậy mà. Vậy thì ngày mai em hãy tặng anh một món quà đẹp như vậy nữa đi, và một vài viên kẹo ngọt nữa. Không ngờ anh cũng chịu chơi như vậy á nha. Ok, em sẽ chuyển thêm khuyến mãi cho anh. Còn bây giờ thì tạm biệt anh nha. Tối nay anh hãy tới thăm vườn địa đàng của em đi. Tối nay anh còn ăn chay trên chùa. Hẹn em dịp khác nha. Ok, em thích anh rồi đó. Nè, bóng bóng nè con. Dì Bảy, dì Bảy. Bìm bìm của bà nè. Hôm nay cháu của bà được ba ẵm đi chơi nữa phải không? Nè, bìm bìm ngoan. À bà Bảy đi. À bà Bảy đi con. Mới hôm nào á, con qua đây mua cặp nến long phụng để chuẩn bị đám cưới. Vậy mà nhanh quá phải không dì? Dì cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Bởi dì mới nhớ ra. Ủa, chuyện gì vậy dì? Con đó, con phải dành thời gian cho Hoàng Hồng và Bìm Biệp nhiều một chút. Tại sao dì lại nói vậy? Con luôn luôn dành hết mọi thứ cho mẹ con Hoàng Hồng mà. Dì biết con luôn yêu thương mẹ con nó. Nhưng tiền con có đưa về nhiều cũng không làm cho vợ con được hạnh phúc.
Con hiểu không? Con chưa hiểu ý của dì. Là một người đàn ông tốt á không dễ, mà là một người chồng tốt á thì càng khó hơn con à. À, dì Bảy. Nè, đừng để mẹ con nó thiếu thốn tình cảm. Ý của dì là như vậy đó con. Dạ thưa mẹ, con mới tới. Chào con. Ủa, ba mẹ mới đi Vũng Tàu về hả? Ủa, hôm nay con không tới công ty sao? Dạ, lịch trình của con sáng nay được thay đổi, cho nên con được nghỉ một tiếng ạ. Vậy thôi con mau mau về với mẹ con Hoàng Hồng đi. Dạ, về tới nhà thì xa quá và mất nhiều thời gian, cho nên con ghé nhà mình luôn. Với lại con cũng muốn được uống trà của ba. Uống trà đi con. Dạ. Hai cha con Hoàng Hồng đều thích ăn cái bánh này với uống trà đó con. Dạ. Ăn bánh đi con. Đúng là ăn bánh khi uống trà rất là ngon. Khẩu vị của ba với Hoàng Hồng á thật là tuyệt vời mẹ. Hoàng Hồng thích ăn bún riêu cua lắm đó con. Hèn gì á, con thấy cổ hay nấu món bún riêu cua lắm. Các gia đình khác thì mẹ không rõ, nhưng ba mẹ cưới nhau 30 năm nay chưa có một ngày cãi giả. Hèn gì á, con thấy ba mẹ lúc nào cũng hạnh phúc với nhau. Con á, con phải học hỏi ba mẹ mới được. Có tình cảm với nhau nhưng cũng không ai có thể nắm tay với nhau từ sáng đến tối được con à. Điều quan trọng trong cuộc sống gia đình là vợ chồng phải hiểu tính ý của nhau con à. Hiểu tính ý nhau. Chỉ cần người vợ hiểu người chồng và ngược lại thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và không cãi giả với nhau. Thật là may mắn cho Hoàng Hồng, vì Hoàng Hồng có một người mẹ rất là tuyệt vời. Và Hoàng Hồng á luôn luôn hiểu con muốn gì mà. Vậy chắc con cũng hiểu Hoàng Hồng chứ? Dạ, Hoàng Hồng á là người rất dịu dàng và hiền hậu nữa, nhất là biết thông cảm cho con. Con à, con có biết bác sĩ chuẩn đoán Hoàng Hồng bị bệnh trầm cảm không? Con nghĩ bác sĩ đã chuẩn bệnh nhầm lẫn rồi mẹ à. Một người hiền lành, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ như Hoàng Hồng, con không nghĩ là mắc bệnh trầm cảm đâu mẹ. Lâu nay con có thấy Hoàng Hồng cười nói vui vẻ không? Con... Dạ, con xin phép mẹ. Alo, Lan Anh hả? Dạ, đến giờ họp rồi sếp ơi. Tới giờ rồi sao? Dạ, chị sếp vô liền nha. Được, được, tôi sẽ tới ngay. Dạ. Dạ thì mẹ con phải đi. Lịch làm việc của con đã lên sẵn rồi, cho nên con không quản là được. Con mau đi đi. Dạ. Mấy bữa nay bộ nhiều bệnh nhân lắm hả? Nhìn thấy mắt thâm quầng, da sạm lại rồi kìa. Da của mình lúc nào cũng mịn sáng hết á, lo gì. Là con gái phải biết giữ gìn dốc dáng và da dẻ của mình. Bộ như thế này làm sao lấy được chồng? Mình đâu có ý định lấy chồng đâu. Bộ tới đây rồi bỏ bìm bìm ở nhà cho anh Luân hả?
mình đi để khỏi chịu cảnh thằng nhỏ đòi ba. Ủa, Hoàng Ân gọi điện thoại nói với mình là anh Thịnh về rồi mà. Anh đi làm từ sáng sớm, còn không kịp ăn sáng với mọi người nữa. Cô vợ trẻ ơi, bộ hãy ví đàn ông giống như là một con ngựa đang trên đường đua vậy đó. Hãy cổ vũ cho nó khi nó đang cố gắng hết sức để ráng về đích trước tiên. Hãy tin vào nhà tiên tri trân trân này đi, rồi có một ngày con ngựa cũng sẽ mỏi gối chùng chân và muốn quay về chuồng của mình sẽ nhanh thôi. Nhanh rồi tới khi nào? Nhà cao cửa rộng, tiền bạc thì đầy đủ đó, cái gì mình cũng có hết. Nhưng những thứ đó có làm nên hạnh phúc thật sự hay không? Tiền bạc dù rất cần thiết trong cuộc sống, nhưng mà nó chỉ cần đến một giới hạn nào đó thôi. Gia đình mình đã quá dư dả rồi. Không, mình và Bìm Bìm chỉ cần có anh ấy bên cạnh thôi. Ngày mai anh lại đi công tác nữa rồi. Trời ơi, toàn là những món ngon không à. Chị Trân Trân, chị mau ăn đi. Em đó nha, thấy đồ ăn là sáng mắt lên, con gái gì đâu á. Ăn này bạn gì đây, ăn bốc hả? Em nhớ, ở phòng chị có chén đũa mà. Con mắt nào của em thấy phòng làm việc của chị có chén đũa vậy? Chị, để em qua phòng y tá lấy nha. Lấy giùm tôi đi. Cảm ơn nha. Em á, biết chị là phó khoa rồi, nhưng mà cũng đâu cần đe dọa anh ta như vậy. Ăn đòn bây giờ, chị đe dọa ai? Chị nhớ là chị đã cấm em bước chân vào căn phòng này rồi mà. Thôi mà, chị coi đó, em đã cất công làm thức ăn cho chị rồi đó. Mấy hôm nay em thấy chị á, thức liền 3 đêm luôn. Da mặt thì sạm đi, con mắt thì thấm quần, xấu lắm. Thiệt hả? Em đã làm cho chị những món chị thích đó, với lại tốt cho da nữa. Có thiệt là những cái món này là do cái đồ bụng bự em nấu không? Không những nấu ăn cho chị, em còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nữa đó. Cái gì? Em mà dọn dẹp nhà cửa hả? Ừ, chứ sao. Wow, ngạc nhiên quá ta. Từ đó đến giờ em luôn làm cho người khác ngạc nhiên mà. Nhưng mà nè, chị nhớ ai đã từng dõng dạc tuyên bố em không bao giờ bước chân vô cái khoa sản này nữa? Ai vậy ta? Thôi mà, chị tha cho em đi, bỏ qua chuyện đó cho em đi nha. Chị á, chỉ vì sợ chị kiệt sức nên em đã cất công làm món ăn cho chị, đem vô đây cho chị. Bây giờ chị ăn đi. Trời, nhìn gì nữa? Ăn đi. Em
chúng trắng trợn giao hàng giữa ban ngày như vậy sao? Dạ đúng vậy ạ. Hãy thông báo cho mọi người biết cuộc họp khẩn sẽ diễn ra sau nửa tiếng nữa. Rõ. Ba đi công tác, ở nhà con ngoan nghe. Bye bye con. Anh à. Em ở nhà ráng lo cho con nghe. Ờ, Luân. Ờ, mày cho tao gửi mẹ con hoàng hồng cho mày nghe. Để vali đó đi. Tao muốn nói chuyện với mày. Ờ. Em chờ anh nghe. Có chuyện gì bí mật mà kéo tao vô phòng vậy mày? Mày nhìn đi. Khá lắm. Tao biết mày không bao giờ đầu hàng, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã như thế nào. Tao mừng lắm luôn à. Mày mừng cho tao như vậy là đủ rồi. Bây giờ mày nói cho tao biết, mày cảm nhận như thế nào về bức tranh này? Cảm nhận? Thì mày phải nói cho tao biết, mày vẽ ai? Tao mới nhận xét bức tranh này mày vẽ có giống không chứ? Tao không cần mày nhận xét giống hay không giống. Cái tao cần biết là mày cảm nhận như thế nào và thấy điều gì trong bức tranh này. Luân à, với hội họa thì tao như kẻ mù chữ. Mày cũng từng nói tao như vậy rồi mà. Thịnh. Đây là bức tranh một người phụ nữ bồng con chờ chồng. Mày nhìn vô mắt họ đi. Một nỗi buồn sâu thẳm, một sự nhớ nhung da diết, một sự chịu đựng phi thường. Phi thường. Mày đúng là sinh ra để làm họa sĩ. Một họa sĩ phi thường. Tao không cần mày khen tao. Tao vẽ vợ con mày đó. Bức tranh có thể không giống họ ngoài đời, nhưng tao vẽ dành tặng riêng cho mày đó. Mày nhìn họ đi. Họ đang nhìn ra biển khơi. Họ chờ đợi cái gì mày biết mà. Họ cần mày hơn những gì mày nghĩ, hơn tất cả những gì mày cho. Mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày đã tặng tranh.
Cảm ơn mày đã dạy tao bài học. Thôi, tới giờ tao ra sân bay rồi, mày chở tao đi ha. Ừ. À, Lương nè, mày giúp tao trong bức tranh này á, ở chỗ nào trong phòng này mà mày thấy đẹp nhất? Được rồi. Cảm ơn. À, Quang Hồng à, còn mấy tháng nữa là năm hết Tết đến rồi, cho nên anh tranh thủ giải quyết hết công việc để đưa con và em đi du lịch vào tháng Tết. Dạ. Anh đi nghe vợ yêu. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nghe. Ừ, anh biết rồi. Dì Bảy, mấy bữa nay dì đi đâu vậy? Sao con không thấy dì mở tiệm? Dì về quê thăm vợ chồng chị Năm. Mới lên tới, dì có cái này cho con nè. Ủa, thỏ mà dì? Ừ, thì thỏ chứ sao. Dì mang dưới quê lên đó. Thịt thỏ mà hầm với sữa tươi á, ăn tẩm bổ. Con cảm ơn dì. À, con chịu khó đó. Phụ nữ á, có gia đình rồi á, phải biết giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc con cái, nhất là con á, sức khỏe phải gấp 2, gấp 3 người ta. Ờ, dì vừa mới thấy thằng Thịnh nó đi công tác. Con ráng lên nha. Dạ, con cảm ơn dì. Thôi, dì đi về nha. Dì. Con đó, về thăm dì mà ăn mặc như vậy nè. Dì tưởng ăn cướp mới đến cửa hàng. Thì con là cướp thiệt chứ bộ. Con tính á là về cướp của dì một chút thời gian. Dì, dì nấu cho con một nồi nước lá bưởi để tắm nha. Biết rồi. Bao nhiêu năm ra thành phố, là người thành phố rồi, vậy mà cũng không quên tắm nước lá bưởi nữa hả? Thôi, vô đây nè, ngồi coi hàng bán hàng đi. Trong mấy lá bưởi nấu cho. Dì, con buồn ngủ quá à. Hay là dì đóng cửa luôn nha. Ờ, được. Để dì đóng cửa cho. Thôi đi ngủ đi. Dạ. Quang, đóng cửa lại. Chị hai hút thuốc. Mời chị hai.
Tụi mày ngồi đi. Xin chào. Chào chú. À, chào mọi người. Dạ, chú chào. Có khỏe không? Khỏe. Hôm nay nghe tiếng của cậu, tôi đưa mọi người đến xem tranh. Sẵn đó họ mua trực tiếp tại phòng luôn. Dạ, cảm ơn chú. À, đây là Quang Hồng. À, phải là cô gái lần trước không? Không phải. Đây là vợ của thằng bạn. Thôi được rồi, vào xem đi, tôi nôn nóng lắm rồi. Dạ, mời chú, mời mọi người. Mời mọi người. Mọi người thấy có được không? Sao chị? Chú thấy sao? Đây đâu phải là lần tỏ tình đầu tiên mà cậu căng thẳng vậy. Đúng rồi đó. Mỗi bức tranh là một cái hồn riêng. Chú cho con ý kiến đi. Ở đây có rất nhiều người am hiểu về tranh. Cần gì tôi phải nói? Dạ. Mà chú. Cảm ơn. À mà chú ơi, chú có nghĩ mọi người thích tranh của cháu không? Đã bảo đừng có nôn nóng, cứ từ từ. Dạ. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho ông bà? Dạ, chúng tôi có thể mua bức tranh này không ạ? À? Ông bà đã quyết định rồi chứ? Rồi, thích. Dạ, hai vợ chồng tôi rất thích bức tranh Vọng Phu này. Tôi tin chắc rằng ông bà rất am hiểu về nghệ thuật nên mới chọn bức tranh này. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn ông ạ. À. À, cô ơi. Cháu xin lỗi, cháu không thể bán bức tranh này được. À, ông ấy nói giá cả không thành vấn đề. Cháu biết là như vậy,
nhưng mà cháu không thể bán. Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể bán. Cậu điên à? Bán được bức tranh này là tốt cho cậu lắm rồi. Cháu biết, cháu có thể bán bất kỳ bức tranh nào ở đây, nhưng riêng bức tranh đó cháu không thể bán. Lặng lẽ mình ta còn vô vắng mưa dù đường về, lạnh thấu vào tim bỗng khóc hòa như chưa từng được khóc. Thời gian trôi mãi giấc mơ xưa níu kéo ngày xa xôi, phải chia tay đừng chót gặp nhau, được chót yêu nhau để những niềm đau vụn vỡ phai tàn. Đêm qua ngày về vẫn cuộc sống với bao bộn bề, dường như đâu đó trên đường đời ta gặp nhau trong ánh nhìn thân quen, để tìm nhau trong một niềm vui khác. Thời gian ơi, hạnh phúc ơi, phải đâu ta mang điều chi lỗi lầm, phút yêu thương qua bao lần lỗi hẹn vẫn mong chờ dù những lúc bão giông. Thời gian ơi, hạnh phúc ơi, hãy đưa em quay về đây với người, xin thứ tha cho bao điều lỗi lầm để ta tìm lại.